Rồi tôi gửi rồi đấy. Rồi, thấy chưa? Rồi. 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 Rồi, alo. Rồi. Đi đâu rồi ta? Rồi. Đây. Gửi rồi đó. Thấy chưa? Trên Discord đấy. Đâu? Không thấy à, trên trên Discord ấy. Discord mà cứ đưa ra đường link là nó bắt ta đăng nhập chứ ta có cái mã gì không đấy. Không được. Có gì không đây đâu. Nè, thử đường link này coi, được không? Hình nhỏ đây. Cái gì mà hình nhỏ xíu à? Hả, mình nhỏ xíu hả? Mà hình Thôi thế to không được. thấy không được à? Thôi thế cũng được. Thế cũng được. To chưa? Anjin no kuni ni wa donna katana ga aru no? Kệ đi. Ê, ê, ê. Hả? Đồ xanh, đồ tím à? Có mấy món đồ xanh là đồ phép này á. Đồ nào, cái nào? Cái Kodama xe à? Im coi. Lên. Đây nữa. Genus từ để ta tìm đồ phép gì.
Bán mang một mớ món đồ nặng á, mày biết đồ nặng là đồ dây không? Không. Đồ bán hay nè, trừ lại mấy món đồ, đồ xanh thế ta, ta đang coi. Được hết, không cần full set. Thank you.
là chi nè mày? Chân chư Earth Spirit A A chữ. Đồ phép thì không cần full set. Full set thì cũng ngon hơn. Mày có cái giáo phép mà không? Giáo phép à? Chuyển vào vũ khí là coi nè. Có cây Orachi phép kìa. Có cây Orachi. Đó. Này đúng không? Cái trên... Không. Ở trên cùng kìa. Mấy cây nằm gần như trên cùng á. Cái này à? Đủ cây này ngóng đấy. Coi nè. Glow Combat Chan Trang. Á đù. Cây này của chiến lên cây ô đa chi tan á. Lên nữa đúng rồi, đây này, đây là kiếm phép này. Ô đa chi phép à? Kiếm phép nào ở tay kia à? Đây nữa. Tao nói kiếm phép cho tao đâu nói. Đây đúng rồi, Chain Attack Spirit nè. Raiki Ring á. Cây Raiki Ring à? Để tao coi Raiki cái... Để tao coi cây Raiki Ring đã. Kusanagi Story à. Shurugi. Có mấy cây Kusanagi Shurugi đi. Đây có một dòng xanh, dòng gì đây? Star Earth Element Required. Lên. Cái này cây của ninja. Lên. Cây này có hai dầu khá con. Glow Combat La Recovery. Recovery. Đây. Vậy mấy ba cây dưới bỏ không? Cái ba hai cây Kusari với cây cây kia đi. Không có bỏ vậy đâu á. Ép cộng vô. Ép cộng vô. Lên. Lên. Như nhau lên. 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 Đục hóa đéo có cây mùa ngon không bảy. Không có cây mua ngon ấy, hắn chỉ có cái dòng được là Silver Chanter Spirit Attack thôi.
thông qua đồ. Đồ thì red armor là đồ nhẹ, red armor với lại cái mũ ninja là đồ nhẹ. Mây là mi mặc đồ vải thôi, xuống. Không, xuống. Mày cứ xuống từ từ đi, cứ khoảng mày đếm khoảng từ 1 đến 5 mày xuống cái. Đúng rồi, cái chant to defense defense spirit này, đồ vải của mày này. Cái mũ thay đó, đó mũ này nè, mũ này là đồ của mày đó. Rồi xuống đi. Để coi thử còn cái mũ mua nào không. Mày muốn giữ mũ giáp sắt này, mũ đồ nặng rồi, xuống đi, xuống đến khi nào mới thấy một cái mũ gì đó mà mới cảm thấy là mũ nhẹ, đồ nhẹ thì đó, đây mũ đồ nhẹ này, nhưng mà cái này đồ này dũng quá, không lấy mũ này, dục xuống, khoan lên cái mũ thứ hai á, Hirashiyama á, cái mũ thứ Hirashiyama kìa. Xuống Hirashiyama cơ mà, cái mũ ở giữa, mũ trên cùng, mũ hai xe Hirashiyama trên cùng, không dỗ xuống đi, xuống cái mũ Master Swordman. Đang bị được cô đinh, không xuống đi, xuống. Rồi qua áo mày coi cái mũ, cái có cái có cái áo mua giống lại cái mũ hồi nãy tao chỉ được không, cái mũ hồi nãy tên gì, cái mũ hồi nãy tên gì, cái mũ nó là mũ của mày á, tên là Yamabushi. Yamabushi, coi qua bên áo có cái áo mua Yamabushi không, có đây. À có áo phép kìa, lên Omo Magic Hunting Gear, on me Omo Magic Hunting Gear, đúng rồi. Chanty Defense Magic C Dam Pha Tonic kì, lên hình như ta có mấy cái áo, thấy mấy cái áo phép nè. Không giữ lại hai cái áo đó, Yamabushi với lại Omo Maga Hunting Gear. Hai này đúng không? Hai cái áo đó đúng rồi. Súng, còn súng nữa coi thử có cái áo mà nào không. Genius Stargate. Đây lại Genius Generic. Cái này No War Break Critical. Không phải, dùng đi. Súng. Có cái này Genjiamo nó có dòng Gen Spirit sẽ trừ. Nhưng mà nó nặng. Đây là giáp nặng. Mày không cho giáp nặng, dục đi. Mày cho giáp phải thôi. Hết rồi. Rồi. Qua tay. Đây coi thử có tay giáp phải mà không, đây là tay ninja rồi, tay thì kéo xuống đi, toàn tay ninja, tay gì không kiếm cái tay, một là Omion Mage Hunting Gear, hai là Yamabushi. Yamabushi nè, giữ lại cái Yamabushi này, xuống nữa, xuống đây rất là, bây giờ mình đang có bộ Yamabushi đó, bộ dùng phép đó. Rồi qua quần. Rồi bây giờ là mi giữ lại bộ Yamabushi là một, với lại kiếm cái bộ nào có chữ Omion
đó Omega Hunting Gear này đó. Có cái này là thêm cái quần Omega Suit AP. Running Speed à không? Lấy đây 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 đây. Cái quần thứ hai á. Running Speed Chance to Defend Magic Lane. Quần kia, quần thứ hai. Dashing You Line. Không. Không. Yoka Upper Hakan tử. Yosa. Upper. Yosa. Quần Yosa. Elefaski. Cái quần này ngon nè. Quần này ngon hơn hai quần kia còn lại. Giữ qua lại quần đi. Rồi, coi thử quần mua có thêm quần mua nữa không. Rồi, qua dài. Yamabushi nữa nè. Cũng tạm tạm, coi thử còn cái dài mua nữa không. Rồi mới tăng vừa đủ điểm chỉ để mặc bộ đồ đó. Coi thử đồ nó thiếu điểm gì. Coi thử cái đồ dài Yamabushi thiếu điểm gì. Yamabushi. À body 7, skill 7. Ờ, tăng đủ điểm để mặc cái đó thôi. Mata dozo. Body 7. Skill 7. Rồi. Cái mũ Yamabushi nè, mặc được rồi. Bộ đồ nó cần có chừng đó chứ mấy em. Rồi chờ bây giờ là ép. Cái áo Yamabushi mặc được luôn. Bây giờ là ép những món nào level 120 là lấy hai món level 120 ép lại thành level 120 cộng 1. Rồi hai món level 120 cộng 1 ép lại thành một món level 220 150 cộng 2. Giờ trước tiên tôi mặc cái bộ đó vào trước đúng không? À, ừ. Không có quần của Yamabushi. Có cái quần của thằng Genesis cái gì kìa. Tôi nhớ tao chạy với mày có cái quần cái quần của thằng đó. Kiyosa, đúng rồi, cái quần Kiyosa. Quần Kiyosa phải cần body cộng 9, skill 9. Tăng lên có thêm 2 điểm nữa với máy, mỗi thứ 2 điểm. Mày mới level 4 máy bao nhiêu lắm đâu. Là gì ta, body cộng skill 9 đúng không ta? Ừ. Body cộng 9, skill 9. Rồi. Còn ấy vũ khí đây, ép cộng vũ khí đây. Còn cái này. Cái nào? Mấy cái bùa này. Mấy cái bùa. Cái gì đó, bùa driver. Rồi bữa nữa. Ui sao,
bùa trên cùng dấu ồn để lại cộng thôi, chỉ để lại cái 100 đi, tại vì nó là level 150 cộng 2 bằng 3. Còn cái 2, cái 2, cái 2 được á, cái 2 cũng được á. Gì mặc cái 2 à? Ừ. Mặc cái 2 thế cái nào đây? Mặc cái mặc hai cái màu xanh luôn đây. Tuy rằng không có dòng ngon nhưng mà cũng cộng được ít ít đẹp. Nó cũng đi vườn 150. Rồi. Irasshai. So mech là đúng không? Chưa có so mech không luôn. Cái gì? Chưa có so mech đúng không? Để tao vô con game nè. Hay là refashion. Refashion là đổi. Refashion là đổi, đổi hình dáng, đổi kiểu dáng. Sâu mấy á. Hình như phải có sâu mấy, sâu mấy chỗ gì đó nè, quay mất từ từ. Dùng đại một cây nó đi. Mấy cái dòng kiếm, mấy cái kiếm đáng yêu. Chả coi kiếm mua ngon đi. Chọn đại cây. Coi có cây mua level 150 cộng sẵn 3-4 vậy đó, 2-3-4 vậy đó, thì cầm đại vô. Có à, có cái à, có cái cậu mà cái lưỡi hái cái gì xích chứ thì cộng 2. Ờ, mang thành vũ khí thứ hai đi. Còn vũ khí thứ nhất là cầm gì đây? Kiếm. Cái kiếm phép đó, một trong những cái kiếm phép mà ta chỉ á. Từ từ chờ tí.
À, sau mấy vô chọn hai món vũ khí ra ép vô với nhau thôi. Thử xem có lên cộng vậy, 120 có lên cộng vậy. Tại vì có nhiều cái hắn bị hắn thấp level cái là hắn nhảy thành cả nhảy thành level 150 luôn chứ không có lên cộng. Ép vô cái cộng 1 á thì nó mới cộng. Hai cái không cộng ép lại với nhau. Hai cái không cộng á ép lại nhau nó không có ra. Nhưng một cái không cộng ép với một cái cộng á thì nó lại ra cộng 1. Hiểu không? Ủa, ta nhớ là 1 cộng 1, 0 cộng 0 là ra 1 cộng 1 hả? Không cộng không nó không ra cộng gì đó, nó ra vẫn không. Đại đây quốc đi. Nè em coi trên stream đi nè, em biết em sẽ thấy nè. Hai cái không cộng. Hai cái mũ khác nhau ông nội ơi, cái đồ giống nhau giùm tôi cái. Không có đồ, chỉ có một cái nón duy nhất à. Dẹp đi. Tao nói mấy. Tao nói mày bán tất cả quần áo đi, còn chỉ vũ khí thôi, mày ép cộng vũ khí cho tao thôi. À gì à? Quần áo đem quần áo tháo ra, tháo nguyên liệu ra hết đi. Vừa lại kiếm lại dây xích. Nó vẫn ra không cộng. Hai cái kiếm giống nhau luôn, nó vẫn ra không cộng. Kỳ đó mày. Để em xem stream này em thấy không sẽ thấy đây. Đâu có cộng đâu. Ủa đây. À Phoenix Form à. Nhảy lên cái Phoenix Form ta coi nè. Cái Phoenix Form kìa. Không có nhảy được. Đâu có nhảy được. À Phoenix Form rồi. À Phoenix Form. Phoenix Form là bên tay phải rồi. Mày đang quốc đi, nhưng mà quốc đi. Quốc đi là tại vì cái kiếm này có cái dòng là Colo Combat Light Recon ngon nữa. Quốc đi. So back đúng không? Ừ. Đâu không có cộng. Đó, cái món đó, món mày đang cầm là món ngon nhất á. Dạ. Ờ, trời con có kiếm mua cộng 2 cộng 3 vậy đó, quốc cho xem thử. Lấy món đó. Không có món nào cộng 2 cộng 3 cả. Rồi thì coi có cái giáo, cái kiếm, cái rìu vậy đó, cộng cộng 2 cộng 2 á. Cộng 2 nè. Không được mà không được. Được. Cộng bà quốc vô đi. Được nè, ông thấy mình. Hắn cộng 1 kìa ông nội nó thấy chưa? Ừ, cộng 1 không. Thôi. Cái kiếm mới lên cộng 1 rồi kìa. Đâu có lên cộng 1 đâu, ông nhìn nè. Mày thoát ra, mày coi cái kiếm của mày.
Bây giờ mày cầm cái kiếm rồi mày đẩy vô một cái kiếm khác. Nè cái kiếm này cầm một đâu. Bây giờ mày lấy cái kiếm đó, cũng chính cái kiếm đó rồi, rút một cái kiếm khác vô luôn. Chính một cái kiếm này, rút thêm một cái kiếm khác nữa đúng không? Ừ, rồi. Đó, có cộng đâu. Kiếm khác. Rút đi. Ủa? À, thôi bỏ cái rìu vô, quất cái rìu vô, tao thấy cái này cộng 1 này á, khó ăn. Bỏ cây rìu vô, tại vì cây rìu nó cộng 2 thì cái kiếm mới cộng mới lên được cộng 1. Cứ coi cây rìu cái gì cộng 1, kiếm một cây cộng 1 nhát nhát vô. Không có... Kiếm kiếm cái gì đó cộng 1 nhát vô. Để đỡ bớt đi. Không có cái nào cộng 1 cả. Rồi thôi cộng 2. Ép vô nhá. Ơi. À, lên cộng 1 kìa. Rồi. Chờ mấy cây khác gọi đây là không cộng ấy đúng không? Ừ. Tất cả vũ khí bây giờ là không cộng ấy gì nè. Đúng rồi. Rồi giải nén sạch đi. Chỉ có cây súng này cộng 2 nè. Mấy cây súng này cộng 2 nè. Cây súng cộng 2 thì đeo cây súng đó chứ đừng có đeo nó. Dùng nó luôn chứ không có ép biết. Ép biết gì nữa ấy. Rồi. Mấy cái còn lại là giải hết đúng không? Ừ. Rồi chờ tí, tôi đang có việc đây. Nani ka sagashimono? Lại hai lại hai 9 giờ rồi cứ vậy. Anjin no kuni ni wa donna katana ga aru no? Ta tìm được cái địa chỉ rồi nè, Tám nè. Địa chỉ gì? Địa chỉ gửi thư cho mấy đứa ở bên ở trên Hakihabara. Kê là hòm thư một hòm thư số mấy, hòm thư 100 gạch ngang 00 21 hay số mấy đó, để sẽ ta đọc lại. Rồi Tokyo Chiyo với nó đùn mà cái đường chỉ lằng nhằng với sợ. Yokattara nanika katte itte ne. Là ví dụ như rất là ta gửi được tiếp từ Việt Nam mình gửi qua cũng được luôn gì nè. Ừ. Nếu mà có địa chỉ hòm thư rồi như đó đúng không? Ừ. Ừ. Sao tìm ra được cái đó hay. Ở trên trang chính chủ đâu có để đâu. À tại vì có mấy đứa fan nó cũng hay gửi đồ cho mấy đứa nó nên mình thấy là nó share cái link để chiên để cho đứa nào thích là gửi qua. À. Để lên trên cái trang chủ của nó đâu có đâu. Bây giờ bắt đầu ép dòng. À được thì mày ép dòng đi, được có bao nhiêu nguyên liệu để ép dòng coi thử nè. Giờ ép cái kiếm á, mày ép cái kiếm trước. Ép cái dòng này trước nè. Cái dòng rip damage hay là cái ba được rap dam à. Bỏ hết ba dòng luôn đi. 1 2 3. Ba dòng này đúng không? Ờ, ba dòng đáng đó, bỏ. À, ok. Ép từng dòng trước. Ép lần 3 dòng luôn được. Để phá lần đầu tiên nè. Ra này, key damage.
enemy. Dũng, Dục. Ép lùi 3 dòng, lùi trước đi. Lying cộng 16, Quick Attack Key, Reduce Damage, Quick Attack Key, Reduce 9.4. Quick Attack Key, Quick Attack Key, Reduce Lightning. Để lại cái lightning cũng được đi. À, ấy cái quý áp tắc rồi đúc với lại cái damage to đúng không? À. Hai attack break cộng 16 11.6. Làm hai dòng luôn. Ông bữa trước ông nói là làm hai, làm từng dòng thôi, làm hai dòng. Từng dòng là do từng dòng là cái như là cái hai dòng trắng nó ra dòng được rồi. Đấy hai dòng dũng ý làm chi? Claw combat attack key reduce cộng 7. Đù, mà ngon bay. Được claw combat attack key reduce được. Rồi còn giỏi rồi. Rồi làm cái dòng parry thôi, parry critical. Đục má bữa nay ra toàn dòng ngon không đi. Claw attack key reduce. Dũng. Khi mày gần cháy kia mới được. Wing damage weapon. Wing damage weapon dẹp. Đang có lightning tự nhiên chữ wing làm chi? Thà như cái lightning damage weapon á thì lấy. Break à. Break này. Nào. Dũng mồm. Dẹp. Claw combat key damage. Cũng được. Mày là phép mà răng tỏ ra toàn cái dòng cận chiến không? Vậy lấy không? Cũng được. Lấy tạm đi. Bây giờ qua đồ. Họ không để dành tiền đi. Dành tiền à? Ừ, dành tiền đi. Lại nguyên liệu trừ không có, với lại lỡ sau này kiếm được món ngon đồ ngon hơn thì sao? Giờ tôi bắt đầu học skill nha. Học ám đâu tăng điểm học skill đi. Học skill kiếm. Không, không có học kiếm. Mày học skill phép thôi. Cái này à? Thoát ra. Thoát hẳn ra qua cái vô cái liver. Vô cái liver. Vô up liver á. Up liver ấy. Magic. Để coi tầm Magic bao nhiêu điểm. À, 30 điểm. Tăng đủ 30 ra 30 điểm. 30 điểm. Rồi, thoát ra. Vô con spirit. Chain cây spirit nè. À. Bấm đổ đi. Bấm LB đổ qua con số 2 đi. Con số 2 là chọn gì đây? Không, đổ con số 1 đó. Chuyện chọn con số 1 đó. Chọn số 1 chọn rồi, chọn 1 rồi chọn công. Số 1 chọn lại đi. Để tên số 1 tôi chọn lại. Để em con công coi spirit protect. Ờ, đúng mà. Đam rồi con công đó được á. Rồi chuyển qua con thứ hai. Để ta coi con thứ hai. Coi mày mệt quá. Con thứ hai là con rùa.
Omo Magic Power cộng 37. Con ghê mà con gồn sao ở giọng nó đen xì vậy? Tại vì hắn hỗ trợ hết cho con công rồi. Thì bây giờ mới chuyển qua con một đây, chuyển qua con đầu tiên. Chuyển qua đầu tiên. Con đầu tiên là chọn gì? Rồi. Lên con rùa ta coi, lên con rùa ta coi. Đưa con không con công được mà lấy con rùa. Lấy con rùa. Rồi lấy con rùa. Rồi. Xong con thứ hai mới chọn con cho ta. Đúng không? Rồi cũng được. Rồi bây giờ mày không thấy gì hết đó. À thôi, chọn lại. Con một là con công. Đỡ đại con mua đó đi, rồi chọn con công. Công, con hai là con rùa. Đụng mà răng còn có 37 bay, hồi nãy 75 luôn mà. Chọn lại con một là con rùa. Bảy mươi lăm luôn nè. Vậy con một là con rùa, con hai là con công. Đúng rồi. Không, nếu mà con hai thì hôm nay là con công. Con hai chọn gì? Con hai. Con số hai nên chọn cái gì? Từ skill line rank không. Con thứ hai mi thử để dùng chục lửa nha. Hinezumi là chục lửa đó, đúng rồi đó. Chính xác luôn. Hinezumi. Hinezumi là con chục. Đúng không? Nezumi là con chục. À thôi. Không chọn chưa à? Không. Thôi chọn công đi. Rồi con số 2 là con công. Tôi thấy cái ở trên cái dòng đen của con chuột á, nó có nó có cái dòng Omniomagic Power này. Cộng 5 chuột. Unlimited Omnion. Có 15% là ông cạc chi, dẹp đi. 15%. Ủa, Omion Magic Power 50% mà. Bây giờ chọn lại con 1 là con chuột. Chọn 1 là con chuột. 1 nè, đó, Omion Magic Power cộng 50 nè. Rồi đúng rồi, con 1 là con chuột, con số 2 chọn công. Con số 2 chọn rùa. Con 2 chọn rùa, Omion. Con 2 để dùng rùa ta coi thử, rồi ok. Okay, đúng không? Rồi, thoát ra vô cái Enchant Spirit. Enchant. Tăng hai con lên level 30 cho ta. Enchant Spirit nằm đâu? Mà đừng hỏi, đừng nói tăng cái nằm đâu vậy. Tao biết đâu. Enchant Guardian kìa. Cái này à? Đó. Tăng con chuột lên đúng không? Tăng chuột lại con rùa lên 30. Con chuột lên 30 nè. Rồi. Con rùa cũng lên 30 luôn. Con rùa cũng lên 30 đúng không? Rồi. Sao? Rồi.
Còn mấy cái điểm còn lại tăng sao? Tăng điểm là điểm gì? Còn mấy cái điểm am dẹp con đã nữa. Con đã bây giờ mi để liver càng thấp để mi nhận được đồ càng càng nhiều thôi. Bây giờ trong cái dojo á, vô dojo thì có cái luyện phép á, luyện hết đi. Chỉ có hai cái này. Ở dojo dojo chỉ có hai cái thôi này. Ba ship. Luyện hết đi, luyện đi. Ở luyện rồi nó tích rồi này. À đủ. Nó tích rồi. Còn lại đó. À mày học phép đi. Vô skill phép mày học được cái nào mày học hết đi. Skill phép nè. Đó, học được cái nào học hết đi, đó, học đi. Cái này đánh gì? Đánh lửa. Tăng máu à? Ủa cái này tăng máu phải không luôn? Cái allow to ready to kê cai gì nè là tăng máu đúng không? Không. Nó là tăng gì? Nói chung là học được thì cứ học hết đi. Chẳng qua là không có dùng tới hay không thôi. Mày học xong cái mày nhảy vô trong dojo mày coi thử có cái bài dojo mới không? Đăng kỳ đó. Vậy luôn. Mày. Vẫn vậy à? Nó vẫn không thay đổi gì hết. Về cái mới vô được đường đâu ta. À vô cái map cũ vô lại mới vô được cái đồ số. Map cũ là sao? Vô lại cái phần lần phá đảo 1 á thì mới vô lại được đồ số. Rồi học hết đi.
Omio nắp bét kìa. Chứ mà nãy giờ mày đang ở cái phần nào mày kêu mất cũ. Cái phần mà phá đảo lần 2 á. Mày chui vô đó chị. Ai biết đâu rồi, ngày hôm qua giờ nằm trên đó mà. Ở đó không có chỉ mình sao mình biết mà mình đánh trời. Chỉ cái gì? Có gì chị? Thiện cho mày mới phép nên là mày tờ mày giết hết cái đống quái thôi chứ cần chi chỉ. Nếu không phải chỉ nè. Ngon rồi. Xong chưa? Ngày này có lắp có map thay lại mới nè. Phải chữa đi nè. Bình tĩnh thôi. Mày này nhớ mày đang mặc đồ phát chỗ không? Chứ không phải mày mặc cái bộ đồ mày chiến là mày chui vô. Còn lại mày cũng chưa xét phép nữa.
Rồi, đù má, đời em là cay đắng. Bóp cái chị bóp số 3. Chị bóp số 3 kìa. Chị bóp đang đi chậm đó. Tăng máu. Rồi, đập. Đó, bắn. Bắn sát bằng lửa đùi vô. Vô mà còn chết nữa thôi lại máu đâu còn đang đến bảy. Này chưa quay chưa quay chưa quay chính gỗ à? Hả? Người ta mới biến cái kiếm kiếm phép đang đẹp thành kiếm gỗ rồi. Nó nói dữ. Luyện tập mà nó bắt mình sử dụng kiếm này chứ bộ. Nó mi không phải mặc đồ phép kia ta làm cho mi đỡ tốn kỳ lắm. Nó hoài ngồi súng vô bắt đầu đánh. Đánh. Khí thế nào à, cơn gió gần tới là lướt qua một phát là mất cơn gió này ơi vậy nó vô xài gì đó, nó đi chậm mà còn để dám đánh. Lừa đó. Tôi thấy mày cầm cái dây xích đánh sợ ớt hả? Dây xích mày khi mày đánh mày giữ im mày bấm giữ im á là sẽ phóng cái dứt tới đánh từ xa. Sau đánh cái đàm ít dữ gì đó. Chắc phải kiếm cho mi cái sợi dây xích rồi cho mi đánh kiếm đánh đó rồi. Cho phép đi đường dây xích được á. Giữ im cái dây xích, giữ im lúc đánh là sẽ phóng cái dây xích tới. Dây xích đam tới 400 cái kiếm
kiếm đam có 100 bạc lắm chị. Đánh để dành máu vô đánh với lại con cuối cùng ở đây. Đó, búp đi chậm vô. Chạy lui. Rồi đánh từ 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 chạy lui ra cái xịt máu cho hắn á. Xịt điện xịt đồ cho mất máu bớt đi. Né. Thấy thắng rồi nè. Từ từ. Đã có phải là chiến đâu, xong vô đánh đánh mất hết kỳ ra. Easy với Linh. Khó với Linh luôn, chết 3 lần rồi đấy. Rồi ra đi nhanh qua cái map Thailand này cái nghỉ. Còn My tự cài dojo của My đi. Dạ. Tao tắt ra YouTube nha, tao không ai nữa ngay. Cái mạng đỡ lag. Vậy thôi tôi tắt cái livestream.